Hai, chào gia đình yêu thương Út nha. Chúc gia đình yêu thương Út lúc nào cũng vui vẻ, chào đời hạnh phúc, gặp gì may mắn nha. Trời ơi, má ơi, khan tiếng quá, nói chuyện hết nổi rồi má. Út nói cái này cả nhà, Út sẽ không nhắc tới cái anh quay xe nữa. Tại vì á, đôi lúc có những chuyện chúng ta cần làm rõ và đôi lúc có những chuyện chúng ta không cần làm rõ, chỉ cần biết là được. Đó, chuyện chúng ta cần làm rõ ở đây là bây giờ lấy lời nhà cho Hồng Loan là làm rõ cái vụ sao kê. Còn ai quay xe không có quan trọng, không có quan trọng nữa. Hãy tập trung vào bảo vệ Hồng Loan và Ni và bảo vệ pháp lý. Còn có những chuyện chúng ta không nên làm rõ lắm. Có những chuyện biết là được rồi, biết là được rồi, không cần làm rõ tại nó không quan trọng nữa, nó không ảnh hưởng gì cục diện pháp lý, không ảnh hưởng gì tới Hồng Loan, nên chúng ta không làm rõ quá. Út không nhớ tới người đó nữa nha. Út nói cái gì cũng có bằng chứng hết, nhưng mà Út không nói tới nữa. Dù gì cái người này cũng không có rần rần như là anh hai bàn thờ. Dù gì cái người này cũng thương Hồng Loan hơn là anh bàn thờ, đúng không? Thì thôi mình cứ để qua đi. Mình biết là được rồi, mình nói chung là mình biết là được rồi. Còn tin ai tin cũng tin thôi, đó là chuyện của mọi người, chứ đâu có ai ép ai mà tin cả nhà, đúng không? Thì Út phải tập trung vào bảo vệ Hồng Ni, Ni và Hồng Loan, vấn đề pháp lý, và phải làm rõ vụ sao kê. Sao kê là mới cần làm rõ, còn những thứ khác cũng cần làm rõ để làm gì cả nhà. Rồi, vô ha. Cả nhà biết ca sĩ Nhật Huy không? Ca sĩ Nhật Huy. Cái lúc mà Hồng Loan mà về nhà ở đó, thì cái người ca sĩ này có tuyên bố là trong vòng 1 năm Hồng Loan sẽ bán căn nhà. Nếu Hồng Loan không bán căn nhà thì ca sĩ này sẽ ăn hết những gì của cộng đồng mạng thải ra, cả nhà nhớ không? Thì bây giờ là sau 1 năm, 2 năm rồi, sau bữa nay là đúng 2 năm rồi. 2 năm rồi mà Hồng Loan chưa bán nhà, mà cũng chẳng thấy anh này đến nhà Hồng Loan để liên hệ ăn hết tất cả những gì cộng đồng mạng thải ra. Ở bên bển là vậy cả nhà, ở bên bển chuyên gia cá cược phái lắm, phái cá cược, phái da kèo, phái thách đố, nhưng mà tới khi thua á không có phải thực hiện, không có phải làm. Như luật sư Nhân nè, đi đi về ngoại lại cộng đồng mạng cũng có lại đâu. Mặt trời mù thám tử 120 triệu có đâu. Đạo diễn Đức Cống có đâu. 10 ngón tay tiền nổ 5 cuốn sổ có đâu, không có có. Giờ tới ca sĩ Nhật Quy này nói Hồng Loan trong 1 năm sau khi lấy nhà là được sẽ bán nhà, mà nay gần 2 năm rồi Hồng Loan không chẳng những không bán nhà mà nó ăn nên làm ra, rất là giàu có, rất là giàu có, rất là phát triển luôn. Vậy thế nào hả ca sĩ Nhật Quy hả? Mình có thể liên hệ với Hồng Loan để ăn những gì mình nói không? Mình nói mình ăn những gì người ta thả ra như lời mình hứa không? Ca sĩ Nhật Huy bữa nay tiếp tục lên nữa cả nhà. Chẳng những không thực hiện lời hứa của mình, không thực hiện cái lời cá cược của mình, mà lên tiếp tục tấn công Hồng Loan. Bằng cách là nói Hồng Loan á là lên đồng lên bóng. Lên trên mộ cậu lúc khuya, lên đồng lên bóng để mà lường gạt mọi người. Sao Hồng Loan lường gạt mọi người mà cộng đồng mạng không ai lên án Hồng Loan vậy hả? Sao Hồng Loan lường gạt mọi người mà cộng đồng mạng ai cũng yêu thương Hồng Loan vậy? Sao Hồng Loan lường gạt mọi người mà còn mọi người lại chửi mẹ con cô Sáu vậy hả Nhật Huy hả? Rồi nó mộ ba đó, nó lên nó nhớ ba đó lúc nào nó lên lúc đó, mắc mớ gì phải gọi là lên đồng lên bóng? Có chừng nào lên đồng lên bóng mới đi thăm ba mình hả? Cái người lên đồng lên bóng là cô Sáu á. Cô Sáu tối ngày cái khóc lóc cái này cái kia, làm bùa làm ngải, làm bùa làm ngải nữa, đêm dình lên mộ cậu á, là đi xin số á, mới lên đồng lên bóng. Còn mộ của cha người ta, ta bất chợt ta nhớ ba lúc nào ta lên lúc đó. Tình cảm người con gái cái nha, bất chợt lắm, khi lúc tình cảm nó cao trào kìm chế không được, sẵn có xe hơi nữa đi thăm ba mình là chuyện bình thường, đúng không? Vậy mà dùng từ là lên đồng lên bóng để điều để lường gạt tất cả mọi người. Hồng Loan lường gạt mà cộng đồng mạng ai cũng vui lòng, Hồng Loan lường gạt mà cộng đồng mạng ai cũng ủng hộ, Hồng Loan lường gạt mà ai cũng ra sức bảo vệ nó. Còn mà mẹ con cô Sáu lúc nào cũng sự thật là sự thật, sự thật tất cả là sự thật, mà lúc nào cũng bị tẩy chay, lúc nào cũng bị chửi, lúc nào cũng bị phong sát, lúc nào cũng bị khán giả giũa xả. Là sao vậy? Là sao vậy? Có nói ngược không? Có ăn nghe nói ngược không? Hồi xưa cha mẹ mình đẻ ra có đẻ mình ngược không hả ca sĩ Nhật Huy? Mình thực hiện lời hứa của mình đi, là hứa là nếu Hồng Loan bán nhà trong vòng 1 năm thì mình ăn hết tất cả những gì cộng đồng mạng thải ra, thì mình hành hải thực hiện đi, mình thực hiện đi rồi mình nói tiếp. Còn mình không thực hiện ta coi mình ra cái gì hả? Ca sĩ Nhật Huy, ca sĩ Nhật Huy này chắc cũng có a b c z với dân ve rồi mới ra sức bảo vệ như vậy. Mà người đàn ông ngộ quá, người đàn ông da kèo giờ không thực hiện kèo, y chang thám tử, đạo diễn y chang luôn. Nào luật sư Nhân, nào gốc nhỏ gốc lớn, là Hấn Bình Dương, là toàn là đàn ông không, mà toàn da kèo, rồi toàn nuốt kèo không, rồi tiếp tục nuốt kèo, sao mình lên tiếp tục chửi người ta nữa. Mình cảm thấy mắc cỡ không?
mình cảm thấy khó cỡ không? Khi mà mình liên tục tấn công người con gái mà mình liên tục thua thảm hại chân họ, mình cảm thấy mắc cỡ không? Mấy anh đàn ông thanh niên hả? Hả? Bây giờ nói thằng lo lên đồng, lên mộ cha người ta lên đồng, trong khi sáu cái sạc pin lén lút lên hồi giấc khuya thì không gọi lên đồng, mà ta lên mộ cha người ta gọi là ta lên đồng lường gạt. Giống như là chị Bảy Màu nè, cả Hồng Loan dùng hình ảnh cậu Năm để bán hàng, nói là lường gạt trục lợi từ hình ảnh cậu Năm, mà trong khi Chành Bồn, sạc pin, Tiên Ngáo, tất cả mọi người đều dùng hình ảnh cậu, mà nó không nói là trục lợi, mà con người ta dùng hình ảnh cậu, nó dùng từ trục lợi, con người ta khóc, ba người ta nói là già rồi khóc hoài, có cháu ngoại rồi khóc hoài, ủa lớn tuổi cha mẹ mất không được khóc hả? Ngộ vậy. Cái nguyên lý và cái định lực nào mà gia là ai mà lớn tuổi rồi cha mẹ mất là không được khóc vậy hả? Chị Bảy Màu giải thích cho tôi coi hả, cái ở đâu mà gia cái lực nào mà khi mà lớn rồi có cháu ngoại rồi cha mẹ mất không được khóc vậy hả? Chắc lực rừng được rú quá, chắc lực của mấy chị hoa hậu rừng rú quá đúng không thằng ơi? Đó, bây giờ tiếp tục Nhật Huy tiếp tục lên chửi Hồng Loan là con vô ơn, đứa con nuôi vô ơn. Mà hiện tại bây giờ nè, ai là đứa con nuôi vô ơn thì cộng đồng mạng nó nhìn rõ rồi. Ai là hiện tại bây giờ ai là đứa con nuôi vô ơn là cả nhà biết rồi. Cả nhà biết ai rồi? Là anh Ba Hai Bàn Thờ đó. Anh Bàn Thờ đó là vô ơn Chúa luôn. Vô ơn từ lúc cậu còn sống kìa, chứ không phải là cậu mất rồi. Vô ơn là cậu lẻo đẻ theo cậu để cậu hướng dẫn dòng nghề, giờ định xóa ngôi cậu, cốp xô của chào cậu. Bắt cậu mượn tiền không trả, bắt cậu trả. Đó. Sau đó cậu nằm bệnh viện suốt mấy năm chờ không hề thăm. Đó. Nhưng mà cậu vừa mất xuống lại xuất hiện để tang, kêu gọi ăn tiền BH, kêu gọi đám tang, nhận tiền đám tang. Đó. Rồi PR cho kênh YouTube của mình, PR cho cái tên tuổi của mình. Rồi sau đó bám vô Hồng Loan để trục lợi không được, quay qua ăn hiếp con người ta, vu khống con người ta. Trước đó nói con người ta là con hợp pháp của cậu, sau đó nói là chưa từng nói. Vậy ai là người đứa con nuôi vô ơn vậy hả ca sĩ Nhật Huy hả? Bây giờ sao nhiều ca sĩ biến chất đó nha, nhiều ca sĩ rất là biến chất luôn, biến chất cực kỳ luôn. Chỉ có những cái drama xảy ra rồi chúng ta mới biết bộ mặt thật của họ. Chứ drama chưa xảy ra họ lúc nào cũng trang điểm lè lẹt để che đậy đi những cái xấu xa bên người họ mà mình không nhìn ra được. Ai là đứa con nuôi vô ơn vậy anh Nhật Huy? Hiện tại bây giờ ai là đứa con nuôi vô ơn hả? Hiện tại bây giờ là ai là đứa con nuôi vô ơn ăn tiền BH 300 triệu không trả cho người ta và kêu gọi đám tang? Bây giờ có người đưa cho cái bill chuyển tiền luôn, có người đưa cho cái bill chuyển tiền luôn. Chối đường nào chạy đường nào hả? Rồi kêu con người ta bán mỹ phẩm hết hạn, con người ta không bán, chửi con người ta. Đó, mướn người ẹt ni để ni không được giúp Hồng Loan nữa. Vậy là cái người anh Bàn Thờ này đối xử với con của cha nuôi mình như vậy. Vậy là ai là người đứa con nuôi vô ơn vậy hả anh Nhật Huy? Anh lên trả lời tôi đi, ai là đứa con nuôi vô ơn vậy hả? Ai là đứa con nuôi vô ơn? Trước lúc đó thì ôm Hồng Loan nói là con duy nhất của ba tôi, sau đó nói là chưa từng nói. Đó, lúc mà gặp chuyện á, le le chửi á thì chạy cầu cứu ni, kêu ni cứu. Sau đó âm thầm lặng lẽ điện cho Bảy Màu để nói xấu ni, rồi kêu cái Bảy Màu tung ghi âm lên để ni tổn thương ni bỏ đi đúng không? Rồi sau đó ni không tổn thương, mới kết hợp với là le le mướn người ẹt ni luôn mà số ni cao quá ẹt không được. Đó, số ni cao quá ẹt không được mà cái hiệu ứng ngược nó quay lại, nó quật chính bản thân mình. Bây giờ anh Bàn Thờ này sự nghiệp te tui rồi, sự nghiệp coi như chấm hết rồi cả nhà. Nếu mà nghệ sĩ nào bầu show nào thời điểm bây giờ nè, mà làm show á, mà chụp cái hình bắt tơ của anh Bàn Thờ mà đăng lên á, mà bán vé được út thua luôn, cũng bán được mà bán vài cái fan của anh Bàn Thờ thôi chứ không có bán được. Đó, bởi vậy ai mà dám đụng tới mới sợ, sự nghiệp đi xuống luôn. Sự nghiệp đi xuống từ lúc mà trở mặt với cha nuôi mình, trở mặt với em của mình. Đó, mình đã trục lợi từ họ quá nhiều, mình đã hưởng phúc lợi từ họ quá nhiều, mình mượn cái phước của họ, mình mượn cái phước của họ quá nhiều mà mình phản họ thì cái số phần mình nó vậy. Tại ông trời ông không có độ cho những người phản phúc, không độ cho những người mà sống hai mặt đúng không? Anh Nhật Huy, anh giải thích giùm tôi đi. Đó rồi, nói tới Bảy Màu cái nha, nói tới Bảy Màu xíu ha. Bảy Màu bữa Màu này đe dọa ca sĩ Nguyên Vũ luôn, ghê quá, sợ quá Bảy Màu ơi, sợ Bảy Màu quá Bảy Màu ơi.
Bảy Màu là đe dọa Nguyên Vũ, nói là Bảy Màu sẽ là người tiếp theo cho cộng đồng mạng tấn công anh Nguyên Vũ, chửi anh Nguyên Vũ tiếp theo. Là Bảy Màu nói là sắp tới đây sẽ tung ghi âm gì đó của anh Nguyên Vũ điện cho Bảy Màu để mà khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ và quay qua tấn công anh Nguyên Vũ. Đó, Út nói cả nhà nghe nè, dù sau này Út nói lời nói thật luôn, dù sau này cá Bảy Màu có tung tất cả ghi âm gì của anh Nguyên Vũ, Út cũng không bao giờ chửi hay tấn công anh Nguyên Vũ. Tại vì trong lòng Út, anh Nguyên Vũ rất là đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà vào thời điểm đó chắc có thể là cái gì đó nên anh nói cái gì đó nên Út không bao giờ tấn công anh Nguyên Vũ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Út không bao giờ nói động tới anh Nguyên Vũ. Út nói thiệt luôn nhưng mà bây giờ Út thách cá Bảy Màu tung ghi âm thử coi cái gì mà cứ dọ hết này tới dọ người kia. Mình cứ tung đi, mình cứ tung bình thường. Nếu mình không sợ thì mình kêu ca sĩ Nguyên Vũ đi, chứ mình đừng có kêu là Nguyên Gió hay là anh ADN gì hết. Mình có tài, mình có tài, mình hay, mình cho là mình đúng thì mình hãy kêu ca sĩ Nguyên Vũ đàng hoàng. Đó, cá Bảy Màu nói là sẽ cho anh Nguyên Vũ lên thớt tiếp theo, lên thớt tiếp theo cho Lẹo Cái một bài học, có nghĩa là cho Chí Cảnh một bài học. Cái thân mình á thì mình không biết sống ngày nào, cái thân mình á thì sức khỏe không có, cái thân mình á thì mình bệnh hoạn, mà mình đòi cho người này lên thớt, mình đòi cho người kia bài học, mình đòi cho người kia ủ tờ, mình đòi cho người kia là thảm hại, mà cuối cùng không ai bị hết, mà chính là người mình mới là người tạo nghiệp, chính là người mình đang trả nghiệp, đúng cả nhà. Thân thì ốm nhôm nhất, bệnh quả không lo uống thuốc, không lo trị bệnh để kéo dài sự sống, mà tối ngày cho người này lên thớt, cho người kia bài học, tối ngày cái dọ người này dọ người kia, có hổm thì dọ anh bàn thờ tung ghi âm, giờ tung lên giờ cộng đồng mạng cũng không quay lưng với Ni, bây giờ tiếp tục dọ anh Nguyên Vũ sẽ tung lên để anh Nguyên Vũ mất hết sự nghiệp. Thách đó, ca sĩ Nguyên Vũ nha, chứ không phải như anh bàn thờ mà giỡn nha. Tung lên đi một cái mà không ăn mấy lá đơn, tôi thua cái gì cũng thua. Tung lên đi chị Bảy Màu, tôi ủng hộ chị tung cái ghi âm của anh Nguyên Vũ lên để coi là cái gì mà chị đem cho chị ham dọ. Nếu thật sự anh Nguyên Vũ sợ, thì anh Nguyên Vũ sẽ lên tiếng rồi. Còn anh Nguyên Vũ cứ thách để cho mình tung thử coi, mình tung mà không ăn được mấy lá đơn, thua cái gì cũng thua. Tại vì bây giờ anh Nguyên Vũ ký hợp đồng rất là nhiều nhãn hàng, ký hợp đồng rất là nhiều sự kiện. Nếu như mà cá Bảy Màu mà tung lên mà làm ảnh hưởng mấy hợp đồng đó là ăn cho đủ, nuốt cho trọn, chứ không phải giỡn đâu, không phải giỡn anh Nguyên Vũ đâu. Anh Nguyên Vũ là không có thích đôi co với người ta trên mạng, chỉ thích dùng pháp lý và pháp lực để chơi với nhau thôi, chứ không cần đôi co làm gì. Tại vì ảnh không có thời gian, ảnh đi hát đi hò đi sự kiện rất là nhiều, công ty rồi quán ăn của ảnh rất là nhiều, nhà hàng nữa. Anh không thời gian mà đôi co những người không có tần số, không có tầng level, không có đẳng cấp, không có cửa với anh, hiểu không? Đó, vì thế mà bây giờ hâm là cho anh ca sĩ Nguyên Vũ lên thớt và cho Chí Cảnh một bài học. Người ta, mình cho người ta bài học mà cuối cùng không ai bài học, mà chính bản thân mình ăn 6 lá đơn, ăn 6 lá đơn của mẹ con cô Sáu, đúng không? Chị Bảy Màu suốt ngày cái Ni phạm tội này, Ni phạm tội kia, Ni đi mười mấy năm rồi Ni quay về cái khuyên Ni về nhà, cái Ni không chịu về, Ni chửi cái lên nói đi là hổn này kia, mất mệt quá. Thì tôi thấy thật mệt, hồi xưa tôi thấy, mới thấy một con người mà bệnh hoạn mà sân si dữ vậy, thiệt mới thấy luôn. Bây giờ bữa nay là chị Bảy Màu tìm địa chỉ nhà Chí Cảnh, tìm địa chỉ nhà Chí Cảnh cái nha. Ai mà biết nhà địa chỉ Chí Cảnh đâu thì nên cho chị Bảy Màu đây. Dòng trạng thái gì Bảy Màu thế này: còn hổn hả con? Kêu chị Bảy Màu con á, 4 mấy tuổi, Chí Cảnh 3 mấy tuổi kêu bằng con. Bịa đặt nhiều vô đi con, ai biết chỗ ở Chí Cảnh cho xin địa chỉ. Em xin cảm ơn. Cảnh ơi chờ cô nha. Nó đòi kiện Chí Cảnh, nó hỏi là ai biết địa chỉ Chí Cảnh thì cho địa chỉ. Út nói Chí Cảnh nghe nè, Chí Cảnh nhớ điều này nha. Bây giờ cái dòng trạng thái của cá Bảy Màu đăng lên, ai biết địa chỉ Chí Cảnh ở đâu thì cho, có nghĩa là giống như là một lời đe dọa. Thì từ vài sắp tới trong cuộc sống Chí Cảnh, tất cả ai đến kiếm chuyện, gây chuyện hay đến làm cái gì tổn hại đến danh dự của Chí Cảnh hay là tổn hại đến nhà cửa Chí Cảnh thì quy ra chính là Bảy Màu làm, đúng không? Tại vì Bảy Màu đang truy tìm địa chỉ người ta đó. Cái này mới gọi là con ếch chết được cái lỗ miệng nè.
con ếch chết được lộ miệng từ đây nè. À, nhà người ta đang yên ổn mà mình lên mình tìm để chỉ nhà người ta, rồi mơ chiều nhà người ta có chuyện gì là công an chỉ quy vô người này thôi. Tại vì chiếc cảnh đang có chuyện người này, mà người này đã tìm địa chỉ nhà chiếc cảnh, mà bây giờ chiếc nhà chiếc cảnh có chuyện là y như rằng là công an chụp người này đó. Bởi vậy ta nói nó ngu là chỗ này, nó ngu là chỗ này nè. À, người ta cái làm cái gì á, ta âm thầm lặng lẽ ta làm, còn cái người mà thích lên đây á, cà chót cà chét cà chót chét, chả làm gì được ai. Cái người mà lên đây cà chót cà chét, nói qua nó lợ hù qua hù lợ, không dám làm gì ai. Còn người làm ta sẽ âm thầm lặng lẽ ta làm, đúng không cả nhà? Còn cái người mà lên là chót cái gì không làm được ai. Bằng chứng là sao? Bằng chứng là 47 lá đơn kiện ở đâu rồi? 47 lá đơn kiện, trong đó Út số 16 đó, Út số 16 cũng chú hùng quốc đảng đó, giờ đâu rồi? Cũng hù dọa, cũng làm dữ lắm à, cũng nào là viện kiểm sát nhận đơn rồi mới nộp đơn, mà qua viện kiểm sát mới ghê, vừa nộp đơn thôi mà viện kiểm sát nhận tên nhận luôn đó. Giờ 47 đâu rồi? Ủa khàn tiếng quá trời luôn nha. 47 lá đơn đâu hả? Hù đăng lên nào là chuẩn bị đi mấy em, chuẩn bị thèm gì ăn đi mấy em. À, nhận đơn rồi chụp cái lá đơn hình sự đi làm việc, mà lúc đó chụp gì không? Chụp đi làm việc cái lá đơn gia kiện đó mấy mẹ, rồi chụp lên nói là kiện 47 kinh, rồi nay 47 kinh cái vụ kiện tới đâu rồi, tới đâu rồi, tiến hành tới đâu rồi hả? Tới giai đoạn nào rồi, giờ sao mất tiêu rồi, không tiếp tục kiện hả? Bây giờ tiếp tục ham chí cảnh nữa. Ham chí cảnh là chờ cô đi nha con, chờ sao nói chờ, mình đâu còn sống bao lâu đâu mà kêu người ta chờ, chờ gì chờ hả? Ta mình còn sống bao lâu đâu mình kêu người ta chờ mình. À, rồi cái nói là hổn mà bị đặt nhiều vô đi. Ai là người bị đặt nhiều nhất vậy hả các bên màu? Ai là người bị đặt vu khống nhiều nhất vậy? Mình đó các bên màu, chính bản mặt mình là người bị đặt vu khống nhiều nhất cái Hồng Loan này đi đó. Chính mình đó, bây giờ mình đi gấp lửa bỏ tay người, gấp lửa bỏ tay người nha. Nhưng mà trước khi bỏ tay người là tay của mình bị phỏng rồi. À, bản thân của mình đã nhiều nghiệp chướng rồi các bé màu. Tiếp tục đi, tiếp tục nhoi đi các bé màu. À, bình thường à, để cho nó nhoi đi, nó nhoi càng nhiều, nó nhoi càng nhiều thì nó càng nhiều tội nghiệp, ta càng nhiều nghiệp chướng, chứ có con mẹ gì đâu. Đó rồi, ông nói tới thám tử xíu ha. Thám tử nay tự vả vào mặt mình luôn, tự vả vào mặt mình cái nha. Chơi bắt tay nhau rồi nói thẳng, mấy trò đó dơ lắm, toàn là tiểu xảo. À, dùng tiền để trục lợi. Đang nói chính mình luôn. À, ý là nói là chơi bắt tay nhau rồi nói thắng, là có nghĩa là nói là Hồng Loan thắng cái vụ BH á, là bắt tay nhau rồi nói thắng, đó là tiểu xảo. À, ai cũng làm được, đúng rồi, đúng rồi, thám tử nói đúng. Tại vì đó là tiểu xảo, thám tử thường sử dụng cái này, là tiểu xảo thám tử thường sử dụng, nên nói là tiểu xảo ai cũng làm được. À, bắt tay nhau rồi nói thắng, ai bắt tay nhau để mướn người qua Mã Lai ẹt đi hả? Ai là người bắt tay nhau vậy hả? Ai là người bắt tay nhau là thám tử hả? Bọn nào bắt tay nhau vậy? Ai vậy hả? Giờ nói thắng thì đúng rồi, thám tử bắt tay nhau đó. Mướn người ẹt đi, đi vừa bị chụp cái yeah đó là tự cho mình thắng luôn, tự cho mình thắng luôn. Và bây giờ nói là đó là tiểu xảo dơ lắm, đúng đúng, cái này rất là dơ luôn, dơ cực kỳ luôn nè. Hợp tay nhau, hợp thức những gì, hợp với nhau để hại một con người, mà hại một người phụ nữ nữa, rất là dơ. Đây là cái tiểu xảo, đúng không thám tử? Tự mình khai mình luôn. Những dòng trạng thái này là tự mình nói mình luôn. À, bắt tay nhau rồi nói thắng, có nghĩa là bắt tay nhau hại đi rồi, yeah thắng. Đó là tiểu xảo dơ lắm, chính xác, rất là dơ luôn. À, nguyên một đám luôn, mà không làm được gì một người phụ nữ, rất là hèn, rất là dơ. À, đúng không? Giờ mình nói là dùng tiền để trục lợi, ai dùng tiền trục lợi vậy? Ai là người dùng tiền trục lợi vậy? À, ai là người dùng tiền để mà kết hôn giả, để mà đám cưới giả, để mị đờ mị dân, để tiếp tục bán hàng vậy? Giờ bị cộng đồng mạng vạch mặt ra cái bán hàng không được luôn, ai vậy ta? Ta chửi mình hoài vậy ta? Bộ cộng đồng mạng chửi mình chưa đủ hả? Cộng đồng mạng chửi mình chưa đủ sao mà mình tự mình chửi mình nữa? Giờ chửi đồng bọn mình luôn, chửi chính mình và đồng bọn mình luôn thám tử. Làm như chị Hằng về thám tử bị quán thôi nha. Chị Hằng về thám tử làm như đầu óc không có vấn đề, đầu óc nó có vấn đề, làm như nó đang sợ, nó đang sợ một cái tương lai mù mịt, tương lai mù mịt á, đường về tăm tối mà lối đi về không có ngày mai đó. À, chị Hằng là lật lợi đơn kiện là có thật nha các nhà, nhưng mà bây giờ chị đang củng cố công ty, đang củng cố nhà cửa và đang hợp fan, rồi tiếp tục pháp lý, và sắp tới chị Hằng không có chửi quét nữa, mà chị Hằng phải dùng pháp lý. Dùng pháp lý mới đáng sợ, chứ còn chửi quét không có gì đáng sợ, đúng không? À, giống như Ni vậy,
Ni lúc trước nói nhiều nhưng mà không có làm, nhưng mà bây giờ Ni cũng im lặng như chị Hà vậy đó. Ni im lặng đi chơi pháp lý, giờ chị Hà cũng im lặng chơi pháp lý, như vậy mới khối đứa sợ, mới khối đứa run rẩy, chứ mình la làng hoài có ai mà sợ, đúng không cả nhà? Ừ, chào cả nhà, bye bye nha.